Dạ em tên Nguyễn Thị Ngọc Phương. À, Nguyễn Thị Ngọc Phương. À, chị sinh năm mấy chị Phương? Sinh năm 71 anh. À, sinh năm 71. À, vậy nghe chị nói là chị nghi ngờ chị là con của cô Dung. Thì không biết là chị nghi ngờ ở những điểm nào chị ha? Em nghi ngờ tại vì đó là nghe cô nói là ở Quy Nhơn rồi sinh năm 71 là con lai nữa nên em từ chỗ đó em mới nghi ngờ anh. Tại là má nuôi em á, là ở Quy Nhơn, sau này là em lớn lên là em ở trong Nha Trang, vô Nha Trang á, nên hồi đi má nuôi em dẫn em vô Nha Trang là em không có biết cái quê ngoại ở Bình Định gì hết á, Quy Nhơn hết á. À, Đó ngoài là hồi ngoài xưa má em cũng làm sở Mỹ. à tức là mẹ trước đây cũng làm sở Mỹ Mẹ là cũng nghe làm sĩ. Tại vì nuôi em không có con, là toàn là con nuôi không à. à là bên bên mẹ nuôi của chị là không có con Không có con, là con nuôi không, ba người con là con nuôi à nuôi đều nuôi hết. ba người Với lại em là cũng còn, giờ cũng còn ở ngoài Quy Nhơn. Vậy cũng cũng rất là trân trọng mẹ ha, mẹ nuôi tới ba người con nuôi được ha. Mà mất hết người đầu rồi còn hai người, còn ông anh với em. Vậy là mẹ nuôi ba người con lai hết hay là sao vậy? Không mà. Dạ không, có mình em mà, còn mấy người kia là không phải. Tại vì hồi lớn em lớn lên ai cũng nói trời ơi, con mày nó là con lai, tại mẹ nuôi em đi nói với người ta là mẹ nó làm quán bar đó, nên em biết em sau này em mới nghe em với cái cô Dung á, nên em nghĩ cái khi nào mà mẹ mình không có khi thấy nhiều cái thấy trùng khớp với anh. Tại cô nói là ở Quy Nhơn rồi sinh năm 71 mà họ Nguyễn, mà em Nguyễn Thị Ngọc Phương, rồi cô nói là con cô là Nguyễn Thị Ngọc Mai đó. Nhiều khi là cái giấy cây xanh này là mẹ nuôi em làm giấy cho em, Là mà này nó hơi họ hồ. mà mẹ nuôi em là họ Hồ. À vậy là nó trùng cả họ và tên lót, nó trùng cái họ và tên lót. À, con của cô Dung á, con của cô Dung thì Nguyễn Thị Ngọc Mai. Em coi là cái kênh của anh là em thấy là Nguyễn Thị Ngọc Mai, mà em thì Nguyễn Thị Ngọc Phương. Rồi vui em á, là làm giấy cây xanh cho em, Là năm 76 là mình. làm năm 76 mà trong cây xanh là 71, sinh năm 71. Có nghĩa là mãi cho tới năm 76 mới làm khai sinh. Đúng đúng đúng. Năm 76 mới làm cây xanh, là sinh em sinh làm cây xanh cho em là năm 71, sinh năm 1971. Thì đương nhiên chị sinh năm 71 là phải rồi, bởi vì ở cái chỗ là 76 thì lính Mỹ này kia thì đã rút về nước hết rồi chứ không. Mới làm giấy cây xanh em giờ là 71. Bởi vì em thấy cô Dung á là nhiều cái trùng khớp với em, nên ông xã em mới nói để điện nhờ anh giúp đỡ giùm. Nó Thì cái điều này vị sẽ truyền tải đến cho cô Dung để cho cô Dung biết. Vậy hồi đó em nhỏ em lớn lên ai cũng nói em là con lai hết á đó. Bây giờ có người ta cũng nói em vậy á. Vậy cái ngày đó đó chị, cái ngày mà người ta làm hồ sơ để người ta đi Mỹ này kia thì chị có nghĩ tới không? Mình đâu có biết, Em đâu đâu có có biết cái gì đâu cho anh, tại vì bà má nuôi em bà mà giấu đến giấu. ngày giờ bà chết, bà mới 4 năm, mới mất 4 năm bà cũng giấu em, bà đâu có nói, chỉ hàng xóm người ta nói em thôi, bà không nói em cái gì hết đó. Chị mình có thể lấy thêm cái ghế cho anh xã anh ngồi cùng đó, mình cứ trò chuyện thôi, mình muốn cởi mở, muốn bày bày tỏ điều gì thì mình cứ bày tỏ cho nó lớn lên. Hôm qua đó thì em có được nói chuyện với anh nhưng mà em cũng muốn gặp chị để cho mình thấy mặt nó thực tế đó. Đôi khi ví dụ, đây là em ví dụ này, là nếu mà trùng khớp với cô Dung á thì nó cũng tốt, còn ngược lại mà nếu ví dụ mình mà không có trùng khớp với cô Dung đó thì để đôi khi ví dụ như là có ai có linh cảm chị Phương là con của mình hay không thì họ sẽ liên hệ.
Dạ. thì nói là nói cho đúng để nhiều khi mà không có trùng khớp với cô Dung, có người khác là thấy cái trùng cái trường hợp như vậy thì người ta cũng tìm con người ta. Đúng đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cho nên là Đó. theo thông tin Đúng, tại vì em thấy là nhiều cái trùng khớp với cô Dung chứ không phải mình nghĩ thấy cô Việt Kiều là mình nhận rồi đó con ấy chứ ủa thời nói chứ mình cũng tình mẹ con cha con hồi xưa giờ mình đã thiếu thốn rồi nếu mà đúng thì mình mừng chứ đâu phải mình cuộc sống mình cũng đâu đó cũng đầy đủ chứ đâu phải thiếu thốn mình nhìn nhìn để mà để giúp đỡ đâu anh thú vị. Mình được chỉ đừng có nghĩ tiêu cực đó, không có đâu, không có ai nghĩ vậy đâu. Trời ơi, cái tình cảm mẹ con là thiêng liêng chứ, bây giờ đâu có phải là gì. Vậy chứ Là quý lâu nay mình không có mẹ rồi, không lẽ mình chết sao, mình cũng sống vậy. cái nhất là mình tìm ra cái cội nguồn đó anh biết chứ, cuộc sống vợ chồng tụi em thì có con cũng có ra ăn học đến nơi tới chốn rồi, rẫy vườn tụi em cũng cuộc sống cũng được chứ không có. Thấy anh chị liên hệ với em lâu nay mà lâu nay em bận quá trời đất, em không có thời gian nhiều nên mong anh chị thông cảm cho em cái điều đó nữa, em nhiều việc lắm. Điện quá trời luôn mà không được. Em mới la ảnh cái ảnh lu bu ảnh không có nhiều khi ảnh đâu phải một mình đâu bao nhiêu người lận chứ bộ Nên là mình giải quyết từ từ thôi chứ không có cách nào mà giải quyết được một lần. đúng rồi Chuyện đến rồi nó phải đến thôi. Thì hồi đó thì chị Phương nghe mẹ kể lại là điều thứ nhất là chị sinh năm 71 nè, điều thứ hai là xuất phát từ Quy Nhơn, xuất xứ từ từ Quy Nhơn. Điều thứ ba nữa là nghe nói là mẹ trước đây có làm quán bar. Có ba điểm đó. Má nuôi em cũng là người là hồi xưa bà làm sở mỹ À má nuôi đó hả? dạ má nuôi em làm sở mỹ còn bà con thì bà vô đây là lâu rồi còn kiểu mấy người con cháu là cháu đồ thì còn cũng còn ở ngoài Quy Nhơn dạ tại vì ông cậu em là ở ngoài trong Long Khánh này nên nên là bà má nuôi em mới dẫn tụi em vô trong này luôn. Vậy thì anh chị có ghi nhận được, nghe mẹ nuôi kể lại là hồi đó sinh trong cái tình huống ra sao, để khi sinh thì được bao nhiêu tháng tuổi hay là bao nhiêu tuổi hay cái gì? Giấu anh giấu không có nói gì cho em biết hết á như đến ngày gần chết là không nói là em là con nuôi gì hết á Không nói luôn. mà ai cũng nói tại vì bà già nuôi da em là không có con em biết rồi từ em lớn lên là biết là xưa là bà không có con Cả ba người đều con nuôi hết. con nuôi hết Dưới cái trường hợp như thế này nè anh Vĩ, tại vợ em không phải là sinh trong diện mồ côi, tại hai người thỏa thuận cho với nhau, nó trùng mặt khớp một với cô Dung nói như vậy đó. chứ em không phải Là đôi bên thỏa thuận với nhau chứ không phải là sinh ở trong một cô. Thì em thấy cái tình tiết nó trùng hợp nhiều quá. em sợ nghĩ là tại vì hồi bà má nuôi em là ở Quy Nhơn mà sau này bà dẫn vô Nha Trang là ở trong Nha Trang luôn ở trong Nha Trang luôn xong bắt đầu mới vô dẫn tụi em vô trong này vô Long Khánh Long Khánh tại vì cậu em ở Long Khánh mình mới dẫn vô đây luôn bà không nói gì hết á đến ngày mà bà mất bà cũng đâu có nói em đâu chỉ hàng xóm người ta nó mới nói lại em thôi Bây giờ thế này anh chị nè, là thứ nhất là cái mẫu cô Dung thì đã có ở Sài Gòn, đã có Sài Gòn. Bây giờ mình chỉ gửi cái mẫu của mình vô được thôi. Còn cái việc đó là cái chi phí đó thì để đôi bên thương lượng, em hỏi bên cô Dung coi thế nào. Bởi vì thế này nè, cái mẫu cô Dung thì đã có sẵn và bây giờ chỉ đưa cái mẫu của chị vô thì chỉ có đóng phân nửa tiền thôi. Thì em cũng em ấy anh thứ Em vị nói với anh Vĩ như thế này, mình tại không có vì quan trọng cái công việc gì của mình làm thì cũng cái điều tiền thưởng rồi đấy, vợ chồng tụi em chịu hết chứ không có thành vấn đề gì đâu anh Vĩ ơi. không ý Công việc cũng thì em cũng nói cho nó rõ ràng, bởi vì em chỉ là cái người ghi nhận, em chỉ là cái người ghi nhận. Ý em nói ở đây đó là nó cũng thuận lợi được cái chỗ là mẫu của Dung thì đã có sẵn, chứ bây giờ chỉ cần đưa cái mẫu của mình vô nữa thôi thì gọi là một một cặp như vậy là 2,4 triệu, thì một người chỉ có 1,2 triệu thôi.
Có nghĩa là bây Yeah. giờ ai đến đó thì Nó nói cái anh nó khổ khổ, mình có yêu cầu mình đúng mẹ mình là mình mừng quý bây rồi, giờ đúng không, đúng của cô cũng Dung phải với cũng có của tụi em dư là tụi em trả hết luôn chứ không thành vấn đề đâu anh Vĩ. dạ. Ok thì Vĩ nói để anh chị biết vậy thôi, chứ bởi vì Vĩ thấy nó thuận lợi được cái là mẫu của Dung có sẵn. Còn cái mẫu trên bên Sài Gòn đó thì là để sau khi trong cái buổi trò chuyện này thì em sẽ nói chuyện với cô Dung, sau đó thì nếu mà cô Dung có thiện chí, đôi bên có thiện chí thì Vĩ sẽ cho cái địa chỉ để gửi cái mẫu về đó. Thì sau này nữa đó anh chị, nếu ví dụ như sau này có một người mẹ nào mà muốn xét nghiệm với chị thì chỉ cần gửi cái mẫu của người mẹ về nữa thôi, bởi vì mẫu của chị thì nó đã có sẵn, cho nên là nếu mà mình quyết tâm làm thì đường nào mình cũng gửi mẫu một lần về đó. Để em muốn nhờ anh giúp đỡ dùm cho em. Rồi để em báo cái việc này cho cô Dung nha anh chị nha. Thì theo em nghĩ thì cũng cũng cô cũng hoàn toàn là hoan nghênh thôi chứ không có gì, bởi vì ở cái chỗ là đôi bên đều có thiện chí, tìm người muốn tìm mẹ, người muốn tìm con, thì cớ sao mình lại không có đồng ý cái điều đó, cho nên là chắc chắn thì cô cũng sẽ hoan nghênh cái việc này. Thấy cô nhiều cái nói, em coi cái kênh của anh á, em thấy cô nói nhiều cái thấy giống nên em mới dám, chứ không thôi em cũng có dám đâu. Tại vì cái đàn nào cũng thử anh em hết, nhưng mà cái bước đầu mình thấy nó trùng khớp thì mình đi đến với nhau, còn mình không có trùng thì đâu có lên làm gì cho nó em về. Đúng đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như chẳng hạn như là chị Phương mà nghe mẹ nuôi nói là sinh từ ở mồ côi ở Sài Gòn hoặc này kia, ví dụ như vậy thì nó xa vời quá. Nó xa Dạ đúng vời quá. rồi. Mà chúng là mẹ nuôi là em là cũng giấy tờ vả là cũng ở Bình Định. Bây giờ cũng còn mất rồi Coi cũng như là xuất phát cái đầu tiên là ở Bình Định, xong rồi vô Nha Trang lập nghiệp, rồi năm 80 mới vô Long Khánh Sài em mới vô Gòn, Long Khánh đến là giờ ba luôn. nơi đó anh. Là di chuyển ba nơi, đầu tiên là ở Bình Định, sau đó là vô Nha Trang lập nghiệp một thời gian ở đó, rồi cuối cùng thì về Long Khánh. Vô Nha Trang mà lâu lâu bà cũng có về Bình Định mà không có dắt em đi. Về thăm bà con đổ ngoài đó chứ không bao giờ dắt em đi, em chưa biết ngoài Bình Định là sao luôn. Ngày xưa lúc mà đến là quen vợ em á, thì em cũng biết vợ em là con nuôi rồi, nhưng mà khi đến á, thì má vợ em mới nói như vậy: con tao tao mang nặng đẻ đau rồi sao em dám hỏi. Vậy đến ngày chết luôn bà giấu bà không có nói, em mới không dám hỏi, tại mình thương vợ thì mình đến với vợ mình thôi, còn cái chuyện đó mình đâu, người ta nói vậy mình đâu có dám nói Mà hơn đâu. nữa đó, thật sự mà nói đó, anh chị biết không, gọi là nếu mà ngày xưa đó, kể cả mình có biết là con nuôi chăng nữa thì cái phương tiện để mà kiếm cũng khó, Đúng rồi nó anh Khố. không phải như bây giờ. Ngày xưa thì biết ở đâu mà rờ, biết ở đâu mà tìm anh chị ha, cho nên là bây giờ thì may có cái công nghệ thông tin. Của anh tối nào em cũng hay coi, xong em mới thấy cho ông xã em mới nói để anh ấy thấy nhiều trùng hợp khớp với ảnh, để anh mới điện anh để hỏi thử. Em nói thôi biết có phải không, anh nói thì sớm thì người này thì người kia cũng kiếm cội nguồn của mình chứ. Rồi, em nắm được rồi. Ngày xưa vợ em có nói, em cũng hay giỡn, nói đi tìm mẹ biết đâu mà tìm, mà thấy cái chương trình bắt đầu khi có chương trình của anh là em biết cái trường hợp của vợ em, Việt Nam cũng coi chương trình của anh hết á, thấy cái này nó trùng khớp, em mới để coi nhiều cái trường hợp lắm nhưng nó không Ok anh, nói chung là mình cứ cố gắng theo cái nguyện vọng thôi. Còn có nhiều cái nó vậy nữa anh nè, có nhiều cái đó là đôi khi là còn có cái vụ đánh lạc hướng nữa. Ví dụ như là đôi khi là chẳng hạn như là sinh năm 68 nhưng mẹ đánh lạc hướng là sinh năm 71, hoặc là có đôi khi sinh năm 71 rồi mẹ nói 73, ví dụ là có những cái trường hợp đó nữa. Hoặc là có những trường hợp là sinh ở chỗ này về thì nói ở chỗ kia. Có đôi khi có đánh lạc hướng đó. Cho nên là Còn cái mà của vợ em như thế này thì em nghĩ ví dụ như mục tiêu là cho và sinh, dĩ nhiên là con bé này bà già nuôi em phải hỏi con bé tên gì, tên gì, đặt tên là chưa anh đúng không, thì sao mẹ nuôi em họ Hồ mà làm đứng làm cái khai sanh cho vợ em, sao không lấy họ Hồ mà lấy cái Hồ họ Nguyễn. Quyển, em đưa ra cái giả thiết em cũng nghi lắm. Đúng đúng đúng
Cho nên là bà còn giữ được cái họ Nguyễn đó là cũng là một cái vấn đề đó. Chứ Mà đáng ra không nói luôn anh, dạ không giấu. còn mà em nghĩ là có thể là đổi đổi cái tên, tại cái ông anh là con nuôi là tên Nam, nhưng mà giờ em tên Phương, là nhiều khi bà là vợ bà lấy đổi cái tên cho nó dạng Nam Phương, Phương Nam đó anh Vĩ, cho nên là vẫn giữ họ Nguyễn đó. Thì ý muốn nói đây á, là mình cứ nỗ lực thôi. Còn cái chuyện là thông tin á, thì là đôi khi mình cũng chỉ nghe nói lại thôi, chứ mình đâu có biết được trước đây là sao. Đúng rồi, Nên là em thì người ai cũng nghe ai cũng nói gì hết á, nên nếu ai cũng hơn nói thì đúng. ở ngoài ra người ta cũng nói, mà vô cho trong này nữa người ta cũng nói, tại vì chà bả không nói em mà phải đi nói với người ta, tại người ta nói ủa sao sao con sao không giống chị, nó nói xong bạn mới nói là con nó là tôi xin đó đó em với cái anh trời không có giống cái gì hết á. Hình bà già bà già em lên là anh nhìn là không có cái nét nào mà giống hết Rồi. bởi vậy. Em nắm được cái nội dung rồi anh chị ha, em nắm được cái nội dung rồi. Rồi em sẽ cập nhật, rồi có tin gì em báo cho anh chị biết nha. Vậy em cảm ơn em cũng nhờ anh giúp đỡ giùm em Dạ dạ để dạ rồi để em cập nhật em. cập nhật.